Vâng, xin chào anh chị. Tiếp tục chúng ta lại gặp nhau trong video bài học ngày hôm nay. Tôi sẽ trình bày với các anh chị một trong những cái công cụ, một trong những cái cách thức, một cái sức mạnh rất lớn của người làm sale sẽ giúp cho các anh chị trở thành một king of sale, trở thành một best seller và giúp cho các anh chị có thể phát triển một cái mô hình bán hàng rất là tuyệt vời trong tương lai. Đó là chúng ta xây dựng mạng lưới bán hàng. Bài học này sẽ nói về các cái cách thức để xây dựng mạng lưới bán hàng. Đầu tiên, chúng ta sẽ được tìm hiểu là mạng lưới bán hàng là gì. Chúng ta có thể hiểu trong tiếng Anh là Selling Network. Selling Network tức là mạng lưới bán hàng, tức là chúng ta sẽ tổ chức làm sao có những cái mạng lưới nó nhăng nhịt để người ta sẽ bán hàng cho thương hiệu của chúng ta. Thông thường ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ được kết cấu ở dưới dạng là đội nhóm, ở dưới dạng là mạng lưới, được chưa ạ? Vâng. Chúng ta có thể xây dựng mạng lưới của chính chúng ta, hoặc là chúng ta tham gia vào mạng lưới của người khác để chúng ta cùng khai thác nếu như nó phù hợp với phân khúc và tập khách hàng. Thế thì tôi sẽ lấy các cái ví dụ để cho các anh chị hình dung ra là trên thị trường nó có những cái mạng lưới như thế nào. Thứ nhất là chúng ta có thể nói về loại hình bán hàng đa cấp. Loại hình bán hàng đa cấp ở đây tôi muốn đề cập đến là đa cấp chân chính. Các anh chị hết sức là nghe giúp tôi ạ. Các anh chị đừng có nghĩ là đa cấp nghĩa là xấu, đúng không ạ? Hiện nay cái mô hình kinh doanh đa cấp vẫn được chính phủ Việt Nam cho phép khai thác và thực hiện cái mô hình kinh doanh. Và trên thế giới thì họ cũng sử dụng cái mô hình này hàng trăm năm rồi. Tôi muốn nói đến đa cấp chân chính và đúng pháp luật. Tức là họ bán các sản phẩm có chất lượng, họ bán những cái sản phẩm là được cấp phép đàng hoàng. Và họ phát triển hệ thống mạng lưới dựa trên sự tự nguyện, chứ không phải dựa trên những cái là mong muốn kiếm tiền lớn lao rồi trở thành tỷ phú, mà trong khi đó thì cái cuộc sống đảm bảo cũng không có, rồi thì họ thu tiền của người tham dự khi gia nhập mạng lưới, vân vân. Tất cả những cái cách như vậy đấy người ta gọi là đa cấp lừa đảo hay là đa cấp không chân chính. Ok, ta không bàn về đa cấp nữa, ta sẽ bàn về phương thức của bán hàng đa cấp. Tức là đây thực sự là một phương thức để xây dựng mạng lưới bán hàng rất tốt. Tôi điển hình như ở Việt Nam tại thời điểm này nhé, ví dụ như thương hiệu Amway là một cái thương hiệu vẫn bán hàng theo mô hình người ta gọi là network, đúng không ạ? Vâng, bán hàng theo mạng lưới, bán hàng theo cấp. Thế rồi thì Hubline, đúng không ạ? Nuskin, đấy là một số những cái thương hiệu mà hiện nay đang hoạt động tại thị trường Việt Nam và rất tốt. Tôi mở ngoặc là chưa bị phát hiện vấn đề gì cả, hoặc là chưa bị công an sờ đến. Vì mô hình của họ hiện nay vẫn đang rất là hợp pháp. Còn trong tương lai, nếu như bạn đang xem video này, có thể nó xảy ra chuyện gì đó, thì đấy là chuyện của tương lai. Và mô hình thì không sai, chỉ có cách làm của con người thì sai thôi. Nên chúng ta nên học cách của họ để chúng ta phát triển. Một cái ví dụ thứ hai rất điển hình là mô hình xây dựng mạng lưới, đó chính là bảo hiểm, đúng không ạ? Các bạn thấy rằng là tôi nhé, tôi cũng có thẻ là mã vào đại lý bảo hiểm đấy ạ. Tôi đã từng đi học 5 ngày theo quy định của Bộ Tài chính để trở thành một đại lý bán bảo hiểm, hay còn gọi là môi giới đấy ạ. Tôi nhận ra rằng cái người mà muốn mua bảo hiểm nhất chính là người bán bảo hiểm, bởi vì họ đã có một thời gian rất dài tiếp xúc với bảo hiểm, họ đã được nghe và được làm và được chứng kiến những điều tốt đẹp của bảo hiểm, cho nên họ rất khát khao mua bảo hiểm. Cho nên là cái người bán bảo hiểm, những công ty bán bảo hiểm, người ta hiểu rằng là càng tuyển dụng được nhiều người vào mới, càng tuyển dụng được nhiều người vào, thì đây sẽ chính là đội ngũ để mua bảo hiểm, và đây cũng chính là đội ngũ để bán bảo hiểm. Và hệ thống càng nhiều càng tốt, hàng nghìn người, hàng vạn người, hàng trăm nghìn người tham gia vào bán hàng thì rất là tuyệt vời. Bởi vì bảo hiểm là dịch vụ tài chính, nó không ôi, không thiêu, không hỏng đấy, không tồn kho gì cả. Cứ bán được thì mới phát sinh đơn hàng, đúng không ạ? Cứ bán được là có hoa hồng, rất là tuyệt vời. Thì đấy là cái ví dụ thứ hai tôi muốn chứng minh cho các bạn là xây dựng mạng lưới bán hàng là một chính sách, là một kế sách cực kỳ khôn ngoan, đúng không ạ? Một cái ví dụ thứ ba tôi muốn nói là chúng ta có hiện nay là có rất nhiều các cái hãng mỹ phẩm, người ta sử dụng cái mô hình là cộng tác viên trực tuyến, người ta phát triển các cái mạng lưới bán hàng bằng cách là ví dụ như là chúng ta thấy là có những cái hot girl, có những cái người mẫu, có những cái hoa hậu, có những cái bạn là xinh xinh ở trên mạng. Chỉ cần có Facebook, chỉ cần có Zalo, chỉ cần có Instagram hot hot một chút là có thể đăng hình lên bán. Và nếu như bạn sở hữu một thương hiệu như thế
thì bạn nên phát triển theo mô hình cộng tác viên online, đúng không ạ? Và sau đó thì bạn phát triển cái số lượng và chất lượng những cái đại lý như thế này để họ có thể bán hàng cho bạn. Bạn hãy thử tưởng tượng rằng nếu như bạn có 1.000 người bán hàng cho bạn và mỗi một ngày, giả định thôi ạ, bán được một đơn hàng của một người thì một ngày bạn bán được 1.000 đơn hàng. 1.000 đơn hàng như thế có thể khẳng định rằng nó tương đương với 100 cửa hàng trên toàn quốc. Đấy, mỗi một cửa hàng trên toàn quốc hiện nay cũng có thể chỉ bán được 10-20 sản phẩm mà thôi. Nếu bạn làm mỹ phẩm không dễ dàng gì, có đúng không ạ? Vậy thì bạn phát triển mạng lưới như thế rất tuyệt vời, tăng lên hàng vạn, tăng lên hàng trăm nghìn nữa thì thực sự là sức mạnh của các bạn quá khủng khiếp và kiếm tiền quá tốt luôn. Đấy, bán hàng rất tuyệt vời. Một cái ví dụ thứ tư tôi muốn nói trong lĩnh vực bất động sản thì tập đoàn Sen Group là một tập đoàn mà rất mạnh về bất động sản, đúng không ạ? Họ sở hữu những cái sàn giao dịch bất động sản như là siêu thị dự án, đúng không ạ? Và họ sở hữu, họ tuyển dụng rất nhiều những cái người bán hàng hay còn gọi là sale bất động sản hay là những người môi giới, có đúng không ạ? Vâng, với một cái số lượng những người môi giới bất động sản lớn, đông đảo và chuyên nghiệp thì cái cơ hội bán hàng của tập đoàn cho những cái sản phẩm dự án bất động sản rất tốt. Đó. Thì tôi không biết con số thực tế là bao nhiêu, tôi không biết cách thức vận hành là như nào. Nhưng tôi chỉ biết rằng đứng vai trò là một người nghiên cứu, một người nhìn nhận câu chuyện thì tôi nhìn thấy đấy là một mô hình các bạn tham khảo. Các bạn tham khảo ở đây là tham khảo về mô hình xây dựng mạng lưới bán hàng, chứ không phải là mình sẽ bắt chước thằng Amway hay mình sẽ bắt chước Sen Group hay mình sẽ bắt chước bảo hiểm. Vâng, có rất nhiều cách để chúng ta làm, được chưa ạ? Vâng. Tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Đấy. Thì chúng ta muốn xây dựng mạng lưới của mình thì chúng ta có thể thông qua các hình thức tuyển dụng ở trên các cái trang tuyển dụng, các trang giao vặt, các group trên Facebook, đúng không ạ? Một số người có kinh nghiệm năng lực như tôi về đào tạo, đấy, các bạn có thể thuê tôi làm đào tạo, đúng không ạ? Tôi là chuyên gia đào tạo luôn, online về online marketing, bán hàng, sales ship các thứ, đào tạo động lực, đội nhóm và các cái chương trình khuyến mại marketing, tư vấn chiến lược bán hàng vân vân thì tôi rất rành. Thế thì tôi có thể tổ chức đào tạo, mở các lớp miễn phí hoặc các lớp có phí hoặc các lớp giá rẻ. Đấy, mời mọi người tham dự cái lớp này học và sau đó trao cái cơ hội là với tôi có sản phẩm này tôi bán đi, chiết khấu 30%, 40%, đổi trả thoải mái, giao hàng miễn phí, dịch vụ full service, chụp ảnh, quay phim, tất cả media sẵn hết cho các bạn. Các bạn chỉ việc đăng hình, viết caption, chúng tôi có đội ngũ sản xuất luôn. Viết nội dung các bạn cũng sẽ cần có đội ngũ hỗ trợ hết, đúng không ạ? Thì tất cả như thế sẽ giúp cho cái việc cộng tác viên của chúng tôi bán hàng rất là dễ. Thì đấy là cái hướng mà tôi nghĩ rất là hay mà chúng ta nên cân nhắc, được chưa ạ? Vâng, chúng ta có thể tạo ra các group ở trên Facebook, trên Zalo, trên Instagram hay là trên những phần mềm chat khác. Đấy, chúng ta chia sẻ những cơ hội tầm nhìn và đặc biệt là chúng ta phải có những cái chính sách hỗ trợ hết sức và dễ dàng cho các cái đại lý, cho những cái người là cộng tác viên của chúng ta, đúng không ạ? Và các cái ví dụ đã được minh chứng như là mỹ phẩm, như là bảo hiểm, như là bất động sản, như là thời trang, đúng không ạ? Người ta sử dụng những phương pháp này rất tốt. Đấy, thế rồi thì chúng ta sẽ phải đào tạo cho họ và chúng ta có thể xây dựng các cái video đào tạo trực tuyến cho họ để giúp cho đội ngũ của họ làm tốt hơn. Đấy, được chưa ạ? Tiếp tục, đấy là chúng ta cần phải học về tổ chức đội nhóm, đúng không ạ? Tổ chức và phát triển đội nhóm. Cái việc của chúng ta xây dựng mạng lưới như này chính là đội nhóm của chúng ta, đúng không? Thì chúng ta phải tổ chức cái đội nhóm như này làm sao cho nó gắn kết, làm sao cho nó ganh đua, làm sao cho nó có mục tiêu. Thế thì chúng ta cũng cần phải học về các kỹ thuật xây dựng đội nhóm, đúng không ạ? Tạo ra các nội quy, quy chế và chính sách rõ ràng. Chúng ta phải biết truyền cảm hứng cho khách hàng, cũng như là biết truyền cảm hứng cho cộng tác viên, cho đại lý, cho những người xung quanh của chúng ta. Chúng ta có thể quát tháo không sao cả, nhưng mà đấy là miễn là điều tốt đẹp. Chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng, chúng ta cũng có thể sâu lắng, vân vân, bất kể cách nào, miễn là cái người đi theo chúng ta, miễn là cái khách hàng của chúng ta, miễn là những đại lý của chúng ta họ cảm thấy hài lòng, được chưa ạ? Rồi chúng ta cũng cần phải biết tạo động lực, xây dựng đội nhóm bằng các cái buổi đào tạo, các buổi team building, các buổi dã ngoại, và quan tâm sâu sắc đến nhân viên của chúng ta nếu như chúng ta là leader, được chưa ạ? Vâng, thì đấy chính là cách mà chúng ta sẽ tạo ra được một cái đội nhóm mạnh
có chung tầm nhìn, chúng ta lắng nghe và quan tâm đến cái nhu cầu của họ và chúng ta giải đáp. Đấy. Và đặc biệt là nếu như chúng ta có thể gia nhập các cái câu lạc bộ, các cái hiệp hội doanh nghiệp, các cái hình thức mạng lưới bán hàng hoặc là những cái câu lạc bộ dành cho doanh nhân, ví dụ như là tôi không tiện nêu tên lắm, nhưng là trên thị trường nó cũng có những cái câu lạc bộ, những cái đội nhóm doanh nhân bán hàng giúp nhau rất là tốt, đúng không ạ? Rồi thì gia nhập các cái tổ chức đoàn thể để giúp các anh chị và các bạn có thêm sức mạnh về thị trường cũng rất là tốt. Tóm lại cái phần này là chúng ta phải mở rộng mạng lưới bán hàng là của chúng ta hoặc là khai thác của đối tác. Tôi lấy một cái ví dụ như về kênh phân phối, khai thác sức mạnh của mạng lưới của đối tác như thế này. Anh bạn tôi thì anh ấy có một cái công ty sản xuất về thực phẩm, trong đó thì có một mảng bánh kẹo là xuất khẩu đi thị trường nước ngoài, thì anh ấy khai thác bán hàng ở trên Alibaba rất tốt, được chưa? Thế còn cái mảng mà ở trong nước thì anh ấy có sản xuất thêm nước mắm, và anh ấy chỉ là nhà sản xuất thôi, thì anh sẽ ký một cái hợp đồng phân phối độc quyền với một công ty chuyên là về phân phối, thì họ sẽ đẩy cái sản phẩm đấy vào toàn bộ hệ thống của họ luôn, mà chúng ta không phải mất công đi xây đi tìm. Thì đấy cũng là cái cách mà chúng ta tận dụng mạng lưới bán hàng của đối tác để chúng ta khai thác. Thì đấy là một số cái gợi ý để giúp các anh chị hiểu rằng là mạng lưới bán hàng rất quan trọng, được chưa? Và chúng ta có thể xây dựng mạng lưới của riêng chúng ta hoặc là đi khai thác thêm các mạng lưới của các cái đối tác chúng ta cùng làm. Và đây là một cái mô hình rất là hay, chúng ta có thể kết hợp mạng lưới online, mạng lưới offline và hoặc là cả hai cái hình thức này. Chúng ta có thể training, đào tạo cho họ bằng rất nhiều các hình thức khác nhau. Chúng ta tạo giá trị cho cộng đồng và người ta sẽ mua hàng. Thậm chí những cái người mà đến học chúng ta, khi mà được nói về sản phẩm, được nói về sản phẩm, chính những người đó cũng là những người sẽ mua hàng. Được chưa ạ? Vâng. Nếu như các anh chị có câu hỏi nào hoặc là có cái trao đổi nào, băn khoăn gì thì cứ chủ động mail cho tôi. Tôi rất hân hạnh được phục vụ các anh chị và trò chuyện với các anh chị. Bài học về xây dựng mạng lưới bán hàng, Selling Network, đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.